Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thanh Gươm Diệt Quỷ. Và hiện tại thì mình đang ở cái chuyến tàu vô tận để mình có thể thực hiện cái nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Đó chính là mình sẽ cố gắng săn tìm cái tên trong thập nhị nguyệt quỷ có tên là Hantengu. Đây là tên Thượng Huyền Tứ. Mà hình như mình cũng bắt gặp hắn một lần ở một cái ngôi làng trong lúc hắn tác quay tác quái. Mà tới bây giờ thì mình khá là ít khi gặp hắn luôn. Nên là hy vọng hôm nay thì mình sẽ may mắn gặp được hắn để mình có thể đổi sức luôn. Ồ, nhưng mà chưa gì mình đã gặp một cái thanh niên trong thập nhị nguyệt quỷ rồi. Kamanue. À, tên này thì mình có thể làm gọi được. Đâu rồi? Mình sẽ cho hắn. Hắn biết sức mạnh của mình. Đây. Người đừng có láo tét. Ui, phun lửa hả? Ui giời, dám phun lửa. Mình dùng cái hơi thở mặt trời là xử gọn hắn liền. Chừa cái tội phun lửa trước mặt mình. Và đằng kia là... À, đó là đòn tấn công của cái tên Enmu. Đây, hắn đây. Người dám sát hại những cái thợ săn quỷ hả? Rồi, hắn biến thành cái chiếc tàu lửa rồi. Ồ, một nhát của mình. Một nhát của mình là kéo rỉa được rất là nhiều máu của hắn luôn. Và cẩn thận, hắn có thể kéo mình vào một cái giấc mơ rất là đáng sợ ấy. Mình phải thật là thận trọng khi mà chiến đấu với hắn. Ui, hắn đang đẩy lùi mình. Những xúc tu hắn khó chịu quá, lần nào cũng vậy hết. Rồi, mình đã kích liễu được cái xe mà hắn tạo ra rồi. Bây giờ là tới những cái xúc tu. Những cái xúc tu của hắn thôi đều muốn vây quanh mình luôn á. Này thì ha, xúc tu nè. Và vẫn như thường lệ thì lúc nào mình đánh bại hắn thì hắn cũng rơi ra cái tay hư hỏng hết. Ê, tuy mình chưa gặp Thượng Huyền Tứ nhưng mà mình gặp tên Thượng Huyền Nhị đúng má rồi. Cái tên này lần trước cũng dám cà khịa mình ở cái cánh rừng nè. Duma à. Được luôn, mình sẽ thử nhào vô và tấn công hắn mới được. Mà lần này mình sẽ dùng cái hơi thở của nước trước. Rồi, vô. Mình dùng thuốc 11 cái hắn bị án binh bắt đầu một tí coi. À dạ, nhưng mà có vẻ hắn khá là mạnh nha. Ui. Cái quy thuật của hắn là tạo ra những cái bông hoa bằng băng kìa. Ghê vậy. Huyết quy thuật băng à. Ây dùi. Còn bị mù nữa. Khó chịu vậy. Ui, hắn tạo ra những cái hình nộm băng luôn kìa. Ui, hắn kêu thêm cả cụ nhất để đánh mình. Ao. Ở cái chiến tàu vô tận này là như vậy đấy. Rất là nhiều ác quỷ xuất hiện luôn. Sao bữa nào mình cũng bị cụ nhất cà khịa hết là sao ta? Hay thiệt, mình muốn một cái tên Duma này thôi. Này thì Duma nè. Cụ nhất con ngon né ra nha, để người ta solo 1-1 nha. Chơi một quýnh hồi động là thấy không fair play rồi đó. Đã vậy còn con quỷ tai này, ngươi dám láo tét không? Quỷ tai đang đánh nhau khịa cái gì? Rồi tiếp tục, sử tên Duma này nè. Cái tai hư hỏng của thanh niên nào mới rớt ra nữa cơ, lụm luôn. Rồi, và có vẻ mình đang chiếm ưu thế rất là lớn trước tên... Thượng Huyền Nhị Duma này. Mình sắp hạ được hắn rồi. Mặc dù mình đang bị đánh hội đồng. Ao. Ê. Cẩn thận. Ui. Không ổn thế nào. Bị hội đồng như vậy rất là khó chịu luôn. Này thì dám hội đồng mình hả? Sửa gọn đi. Thượng Huyền Nhị chứ vậy. Ui. Ô, trụ cột. Một trụ cột đã giúp mình đánh bại Thượng Nguyên Nhị rồi. Ôi. Nhưng mà mình đang bị rất là yếu máu luôn. Ây vui. Này thì cụ nhất hả? Ôi, cụ nhất bữa nay nóng rồi. Cởi áo ra luôn rồi. Ao. Cụ nhất cởi áo ra đánh nhau với mình và thay đổi hình dạng thanh kiếm rồi cơ. Đây là trạng thái mạnh. Mạnh hơn của cụ nhất ấy. Này thì cụ nhất nè. Rồi, bữa nay mình sẽ làm gỏi cụ nhất luôn. Hoặc là bị làm gỏi. Ây da. Phải từ từ tốn thôi. Ui. Tuy nhiên thì không... Và các bạn cũng thấy rồi đấy. Mặc dù mình đã chiến đấu bằng toàn bộ sức mạnh hiện tại của mình, thế nhưng mà vẫn không thể đánh lại cụ nhất ở cái dạng cởi áo ra. Quá là khủng khiếp luôn. Tuy nhiên thì bữa nay thì mình có được khá là nhiều những cái bàn tay hư hỏng nè. Cắt liền.
Rồi còn có được cái quạt của tên Duma nữa. Vậy là bây giờ hết sợ nực rồi, có quạt của thanh niên Duma rồi nè. Bỏ vô liền. Còn có áo của hắn nữa chứ. Để coi mình mặc áo của hắn coi coi có đẹp hay không. Trông cũng được thôi, không quá đẹp. Áo màu hồng của mình vẫn đẹp ha. Nên là mình sẽ cắt vô tiếp. Nhưng mà cay thiệt chứ. Tí xíu nữa thôi, nếu như mà mình có thêm hai cái vật tổ trường sinh, lúc mà mình có hiệu ứng kháng cự cấp cao á, thì chắc mình có thể bam được cụ nhất á. Nhưng mà tiếc quá, lúc đó thì mình đã chiến đấu toàn bộ sức lực của mình rồi. Nhưng mà được rồi, mình sẽ không bỏ cuộc và mình sẽ tiếp tục quay trở lại cái chuyến tàu vô tận đó, để mình tìm cụ nhất thêm một lần nữa, để chúng ta có thể phục thù thôi. Để coi lần này có gặp hay không đây. Lần này thì toàn là mấy tên quỷ lôi choi không mà, mấy tên quỷ trẻ trâu mà. Mấy thanh niên này thì mình làm gỏi được. Một nhát một. Đây nè. Xích lại đây, đúng rồi, gom lại. Để mình xử gọn luôn. Ừ, mà ở cái vùng này mình chưa thấy cái thanh niên Thượng Huyền Ngũ mà hôm qua mình quánh nhau ta. Ồ, cái thanh niên đó mình muốn quýnh thêm một chập nữa. Ôi, thanh niên này. À, thì ra người thích phát nổ không? Ủa, hơi thở sấm sét của ai vậy? À, người thích phun lửa à? Người thích phun lửa hả gì? Ta cho biết, ta sẽ cho người biết sức mạnh của hơi thở mặt trời. Này thì thích phun lửa nè. Ồ, thì ra cái sấm sét hồi nãy là của Zenitsu tạo ra. Và hiện tại Zenitsu và xà trụ đang đánh tên Akaza kìa. Mình cũng sẽ tham gia luôn. Chạy đi đâu Akaza? Bữa nay người tới số rồi. 3-1 thì không chộp thì cũng què. Tuy nhiên hắn vẫn rất là khỏe nha. Rồi tới công chuyện nào. Để coi mình, xà trụ và Zenitsu sẽ hạ tên này trong bao lâu. Ui dồi ôi, coi hắn chống cự kìa. Chống cự là bụng bự nha. Này thì chống cự. Nhưng mà hắn đang dồn combo vô mình không à. Hắn cây cứu mình hay sao á. Hắn dồn vô, hắn đánh có một mình à. Này thì dám dồn mình hả. Ồ, quẩy đi, để coi ngươi quẩy được thêm bao lâu. Ui. Ủa, hắn tan biến rồi. Đúng không? Hắn tan biến rồi. Mặt trời đã lên và hắn đã bị mặt trời thiêu rồi. Nhưng mà thế nhưng sau trận chiến đó hình như Zenitsu đã bị hạ gục rồi. Và một chú heo rừng cũng đã bị kiểu như dạ lây nữa. Ôi no. Trời ơi, Zenitsu đã ra đi rồi. Nhưng mà tiếc quá, Zenitsu không để lại mình thanh kiếm chứ. Ủa đâu? Ủa, trời. Làm người ta lo hả? Zenitsu chạy đi trốn à. Thấy Zenitsu yếu, cái Zenitsu chủ động chạy trốn luôn. Bảo sao có mỗi mình với xà trụ là chiến đấu với tên Akaza hồi nãy thôi. Lầy lội thì chứ. Ok, và để coi sao cái một đêm như vậy thì có bao nhiêu thợ săn quỷ đó ra đi. Thanh niên quỷ đang tránh nắng kìa, nhìn tội nghiệp vậy. Thôi thì mình sẽ tiễn thanh niên quỷ đó đi một đoạn đi. Tránh nắng như tầm này nữa. Hình như là cũng có khá thợ săn quỷ ra đi đấy. Hiện tại thì mình nhặt được 4 xác của thợ săn quỷ nè. Ở đây còn thêm xác của thợ săn quỷ nào khác không? Đây là khu vực hồi nãy mình bị cụ nhất quýnh cho sắp mặt đây. Ồ, còn thêm xác nè. Wow. Đó, các bạn cũng thấy cái sự khắc nghiệt của cái khu vực nơi mà chiến tàu vô tận đi qua đấy. Rất là căng luôn. Và có một cái khu vực tưởng niệm cho những cái thợ săn quỷ đã hy sinh nè. Ở đây thì lâu lâu mình sẽ thấy đội trưởng của sát quỷ đội tới viếng thăm á, nhưng mà bữa nay chắc là bận hay sao không tới viếng thăm rồi. Đây còn có bánh nữa nè. Cái này là đồ cúng á. Ok, đồ cúng để lại, Còn cái gì á? À, ở đây còn có tách trà nữa. Giờ mình mới để ý nha. Ở đây còn có cái dĩa gì nè. Ohagi. Uầy. Còn dĩa gì nữa đây? Sasuka Mochi. À, bánh Mochi à.
Tính ra đội đội trưởng sát quy đội rất là hay tới đây để đặt đồ cúng luôn á. Được nha, đúng là một người sống tình cảm. Đây, sống bằng tình cảm nè. Đang tới lau chùi cái thứ. Còn về cái chuyến tàu vô tận này thì mình sẽ thử đi vào bên trong coi coi trên những toa tàu thì mình có kiếm thêm được ít đồ gì không. Wow, có rất là nhiều ghế luôn nha. Đây là đường nối giữa các chuyến tàu nè. Nhưng mà ban ngày thì trong đây thì nó khá là an toàn luôn, kiểu như không có tên quỷ nào ở bên trong hết á. Nhưng mà ban đêm thì chưa chắc nha. Nhiều khi ban đêm vô đây là phải đánh nhau 500 hiệp trong này nữa. Bây giờ thì mình sẽ thử chạy một mạch lên cái đầu tàu coi. Đây là phía trước của cái toa tàu nè. Có vẻ trên tàu thì không có có đồ gì quý giá cho mình có thể mang về ngoài những cái lò nung này. Ra là vậy ha. Thôi, bây giờ thì ban ngày thì cũng không có nhiều ác quỷ hoành hành ở khu vực này. Thế nên là mình sẽ tranh thủ lúc này để mình đi tìm cái người bán kiếm. Với hy vọng là mình sẽ tìm thêm được những thanh kiếm của các trụ cột mới, giúp mình tăng tiến sức mạnh hơn. Chứ hiện tại thì ngoài cái thanh kiếm hơi thở mặt trời ra thì mình thấy sức mạnh của mình còn hơi kém so với cũ nhất ấy. Hồi nãy mình đánh giáp lá cà gần mạnh bằng thôi, vẫn còn thua một chút xíu gì đó. Mà ngộ nhờ, cái người bán kiếm người ta không có bán cho mình thêm giáp nhờ. Hơi thiếu nhờ. Ở chi người đó có thể bán thêm giáp cho mình thì hay biết mấy. Mình chỉ còn thiếu cái sự phòng thủ thôi. Mà trong đây thì mình thấy đồ của mình là... À khoan, đồ của mình còn thiếu cái quần xịn. Cái áo mình có vẻ xịn đúng không? Nhưng mà cái quần của mình thì mình còn có thể nâng cấp thêm một lần nữa ấy. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ về nhà để mình nâng cấp cái quần của mình lên, để cho nó mạnh hơn. Biết đâu sau khi nâng cấp thì mình có thể đánh giáp lá cà với cụ nhất một cách nó cân hơn thì sao. Chứ hiện tại thì hơi thọt á. Mà không quên ghé ngang qua đây xử cái thanh niên quỷ đang núp trong này nè. Cái con Temple Demon nó không có ở nhà rồi. Chắc con Temple Demon nó đi đâu rồi. Trên đường về mình lại gặp thêm một khối kim cương lộ thiên nè. Ây chà chà, được quá ta. Có điểm á, dấu hiệu của sự may mắn á. Chắc bữa nay là mình có thể bem được cụ nhất rồi. Cái gì? Ôi, thổ phỉ. Trời, vô tình lại có thêm hai miếng thịt gà luôn. Lọt xuống cái gốc cây cái bị thổ phỉ nó chặn đường, nó cướp kim cương liền à. Nguy hiểm chưa? Ban đêm thì gặp những tên ác quỷ cực mạnh, ban ngày thì gặp thổ phỉ hở cái là cướp với chả bóc. Đó, vừa mới nói với câu lại gặp thêm một cái chỗ của cướp dân làng nữa cơ. Trang bị vũ trang đồ ghê quá ta. Được ấy, để mình bay vô mình tiếp chiêu hết nè. Bước vô đây. Một mình ta chấp hết. Gảnh trên đường về là mình sẽ diệt trừ bọn này luôn. Có đồ xịn gì thì đưa ra nha. Chỉ với một thức thôi mà mình diệt gần hết cái binh đoàn cướp dân làng này rồi. Quá ghê gớm luôn. Ê, đã vậy còn gặp thêm một cái chỗ ngôi làng trên trời nữa cơ. Wow, được quá ta. May là ngôi làng ở trên trời ấy, không là chắc cũng bị cái bọn này lại cướp sạch rồi. Và mình sẽ vô bên trong những cái lều này mình kiếm thêm đồ coi. Có vẻ là đồ trong đây nó không được xịn lắm ấy, mình thấy vậy. Nó chỉ cơ bản là sắt với cả một ít cái đồ lặt vặt thôi. Có len thì tốt nè, một xíu mình sẽ mang len về để phục vụ vào công việc nâng cấp cái quần của mình lên á. Và sau khi dọn hết cái bọn cướp dân làng này thì mình sẽ trở về nhà và tiến hành công đoạn nâng cấp giáp cho mình thôi. Bên cạnh đó thì ở đây nó còn có một tòa tháp mà mình chưa kịp khám phá nữa nè. Dạ, phía dưới tòa tháp bây giờ tự nhiên xuất hiện một cái giống như một ngôi làng vậy. Ngôi làng phong cách Nhật Bản. Xịn với ta. Được, mình sẽ vô làng kiểm tra coi. Trong làng có lúa mì các thứ đâu. Thôi bây giờ mình có thịt rồi nên mình sẽ để lại cho người dân trong làng đi.
Ở buổi quỷ hoành hành khó khăn thì mình không nên lấy lương thực của người khác đâu. Rồi trong này thì sao? Trong này không có đồ. Vậy thì... có cái banner gì đẹp quá nè. Cái này thì chắc mình lấy về được nè. Trong đây không có đồ thiệt á. Ngoài nông sản ra thì hình như trong đây không còn cái gì giá trị. À, có nhạc cụ nè. Một cái cây shamisen. Cho một cái đan đâu nhìn xịn vậy. Và mình có thể đặt được xuống dưới đất để mình có thể chơi đàn nè. Hoặc là có thể cầm trên tay giống như là đờn guitar đồ các thứ đó. Và nó sẽ có những cái giai điệu khác nhau khi mình chơi luôn. Ý, nó có thể chế tạo được à? À, hàng có thể chế tạo được. À, vào đây rồi. Trong làng này mới thấy có vàng đó nha. Chắc là đây là cái hộ dạo trong làng hay sao á, mới có vàng nè. Chứ mấy cái nhà trước thì mình thấy toàn là đồ ăn thôi à. Để coi coi còn cái nhà nào khá giả hơn không. Ồ, nhà này là của người thủ thư nè. Mình thấy có quá trời sách luôn. Và đây là ngôi nhà cuối cùng ở bên này rồi. Có những cái bento. Cái này là đồ ăn à. Mình có thể ăn được không vậy? Mình đang đói. Mình có thể ăn được bento nè. tuyệt vời luôn. Và cái này có thể trang trí không? Mình có thể đặt xuống nè. Coi kìa. Có trứng nè. Rồi bên đây là cái gì ta? Thanh cua à? Quay nhìn hấp dẫn ngay luôn á. Rồi, no bụng rồi. Còn có bento mang về nữa. Cất vô liền, kẹo hỏng. Ồ, vẫn còn à. Bên đây vẫn còn thêm một cái ngôi nhà bự khác nè. Ui, cái này mới là nhà bự thiệt nè. Nhà này thì có trứng. À, cái này giống như một cái cửa hàng ăn vậy á. Không có rương. Wow, cái làng này tính ra cũng có đúng hai ngôi nhà là kiểu bự nhất thôi. Và có một cái thợ săn quỷ ở trong ngôi nhà này. Chắc đây là nhà của anh ta rồi. Ồ, đồ da các thứ nè. Ok, vì là nhà của người ta nên là mình sẽ không có lấy đồ đâu. Không thôi người ta quánh giá đó. Và để ý kỹ thì trong làng này chỉ có đúng một cái ngôi nhà duy nhất là có cái cây hoa anh đào thôi ha. Ôi. Ôi dồi, mình xuống tính hỗ trợ ảnh mà ảnh xử xong rồi. Ok, giờ thì chắc mình sẽ về nhà thôi. Công việc đầu tiên của mình là mình sẽ nâng cấp cái quần của mình lên. Vì theo công thức á, thì cái quần của mình có thể biến nó thành cái quần của Muichiro. Và công thức của nó thì khá là đơn giản thôi. Là một cái quần kết hợp với vài cục len là được. Đây, mình sẽ cho thử vô. Hy vọng là sẽ giữ lại dòng cường hóa của mình. Ôi, nó sẽ mất đi dòng cường hóa của mình đấy. Mình thì không muốn mất cái dòng bảo vệ 4 này tí nào cả. Oh man. Vậy chắc mình phải làm một cái quần mới rồi. Thôi được, mình sẽ làm một cái quần mới đi. Ok đây. Zenitsu tiêu diệt quỷ hú hồn. Đang chế tạo mà nghe chéo ở bên ngoài. Rồi giờ thì mình sẽ làm cái quần. Rồi sau đó kết hợp với len để tạo thành quần của Muichiro. Cái quần này thì sẽ hơn cái quần đồng phục cũ của mình hai giáp lận. Và khi cường hóa thì sao? Chắc mình sẽ kiếm cái dòng bảo vệ 4 luôn á, cho nó mạnh bằng cái đồng phục cũ của mình. Bảo vệ 3 hả? Ok, tạm đi. Mình sẽ lấy tạm bảo vệ 3 cũng được. Ít ra thì cũng có bảo vệ trong người. Còn cái quần cũ này thì mình sẽ treo lên. Khi nào kiểu như cái quần này rách thì mình sẽ mặc cái quần cũ của mình. Còn về cái đờn thì chắc mình sẽ đặt ở khu vực nào nó trống trống một xíu giống như vậy. Là hợp lý luôn. Ok, bây giờ tranh thủ trời còn tối nè. Mình sẽ trở lại cái chỗ chiến tàu vô tận liền thôi. Sau khi đã nâng cấp cái quần lên. Giờ thì tổng cộng là mình có tới 12 giáp nè. 22 giáp. 26 giáp trên người rồi. Và ngoài ra thì mình cũng có sức mạnh sau một khoảng thời gian tập luyện nữa. Hy vọng là bây giờ mình có thể đủ sức đối đầu với cụ nhất thôi. Ủa hình như mình đi lộn hướng thì phải. Lộn hướng. Ồ, đằng kia là viêm trụ Rengoku. Trời,
Hiếm lắm mới thấy viêm trụ thể hiện sức mạnh á. Ồ, mà tính ra cái nhà của mình á là nhà của viêm trụ. Hay là một xíu mình dắt viêm trụ về nhà luôn ta. Ừ, nghe cũng hợp lý lắm. Ơ, cái người bán kiếm. À, cuối cùng cũng gặp người bán kiếm rồi. Tuy nhiên thì bây giờ mình cần phải phải cho viêm trụ lên lên thuyền ngồi trước cái đó. Kẻo viêm trụ lại đi mất thì ổn. Một xíu mình còn dắt viêm trụ về nhà nữa mà. Đây 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 đây. Mình sẽ làm luôn liền một cái thuyền. Rồi rồi lên lên đây ngồi tạm đi. Và sau đó mình sẽ qua đây để. Ôi. Ôi không. Cái người bán kiếm bị con quỷ nó sát hại rồi. Ồ may quá may quá, bên đây còn một người bán kiếm mới. Không sao không sao không sao. Hên 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 hên, vẫn còn hên. Mình sẽ mua được 3 thanh kiếm mới nha. Để coi hôm nay mình sẽ mua được những thanh kiếm gì nào. Ồ, thanh kiếm đầu tiên là thanh kiếm của xà trụ. Một thanh kiếm giống như con rắn nè. Quá đã luôn. Tiếp theo là vũ khí của nham trụ. Vũ khí này có 2 món luôn nha. Quá là hời luôn. Và cuối cùng lại là vũ khí của nham trụ. Bị trụ mất tiêu rồi. Oh no. Và khi mình dùng thì mình cũng đã mở được cái thành tựu liên quan tới nham trụ cơ. Tuy nhiên thì kỹ năng thì hiện tại thì chưa có kỹ năng nào mình dùng được hết. Ok, chắc là phải đợi những bản cập nhật tiếp theo để cho những cái kỹ năng của nham trụ được thêm vào thôi. Hiện tại thì mình dùng nó không có kỹ năng nữa. Nhưng mà nói chung thì cái vũ khí của nham trụ thì nhìn rất là ngầu ha. Hình như là một cây rìu kết hợp với một cái chùy gai nè. Quả chùy gai. Nhìn rất là chất chơi luôn. Vậy là bữa nay mình chỉ mua được có một cái vũ khí xài được thôi. Đó là vũ khí của xà trụ ha. Ê, và mình cũng mở được thành tựu liên quan tới xà trụ rồi kìa. Cái coi thức thứ nhất của xà trụ là wow, một cái nhát cắn của một con rắn. Nhìn cục xịn sò ra phết đấy. Mình sẽ tấn công thử coi. Lên cái hình nộm Yorichi. Kéo rỉa được hơn 20 máu. Cũng tốt. Tiếp theo nào. Tiếp theo là kỹ năng tốc biến à. Wow. Kỹ năng tiếp theo là mình sẽ có thể tốc biến ở một cái khoảng cách ngắn. Tuy nhiên thì hình như là không gây được sát thương thì phải. Chính xác, cái này dùng để áp sát hoặc là chạy trốn thôi. Còn thức thứ ba. Thức thứ ba là gắn xây mồng mồng. Nhìn cũng khá là nghệ đấy. Ngoài ra thì đòn đánh còn có thể đẩy lùi được kẻ địch nữa. Dùng để phòng thủ khá là tốt luôn nha. Mạnh á. Rồi còn thức thứ tư. Thức thứ tư là hai con rắn sẽ đan xen vào nhau. Cái này chắc dùng để dồn đam là sẽ rất hiệu quả đây. Và mình còn lướt được về phía trước nữa. Và thức thứ năm. Thức thứ năm là vẫn là liên quan tới rắn thôi. Tại vì đây là hơi thở của xà trụ mà. Còn công việc tiếp theo của mình đó chính là đưa viêm trụ Renuku về nhà thôi. Hy vọng rằng sau khi đưa viêm trụ về nhà thì mình sẽ sớm kiểu như trao đổi được cái thanh kiếm của viêm trụ để sử dụng nha. Thanh kiếm này là một trong những thanh kiếm mà mình rất là muốn sở hữu luôn á. Không chần chờ gì nữa, mình đưa viêm trụ về thôi. Tranh thủ trời sáng đưa về. Rồi trời tối thì lại trở lại đây tiếp. Viêm trụ là chủ nhà, thế nên là mình sẽ để viêm trụ ở cái phòng VIP đi. Cái phòng VIP luôn á. Cái này là phòng VIP nè. Thẻ tên mình còn một ít. Mình sẽ đổi tên luôn để tránh trường hợp viêm trụ biến mất ha. Rồi. Cái tên nó cũng phải kiểu thực tế một xíu. Đây 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 đây, mình sẽ đặt cho ảnh cái tên ngắn gọn thôi. Đó. Giờ thì ảnh đã về chính cái ngôi nhà mà ảnh sinh sống rồi. Tuy nhiên thì sắp tới thì ở đây lại có thêm một miệng ăn rồi. Mình phải chăm chỉ hơn mới được. Mà tính ra mình cũng đâu có tốn gì đâu ta. Lâu lâu thì mình chỉ thăm hỏi sức khỏe coi coi có ổn hay không thôi. Tính ra cũng nhàn. Ê, mà khoan, Nezuko đâu rồi? Ê. Nezuko mình mới đưa về hôm qua, hôm nay lại đi đâu rồi? Ôi không.
Trời ơi, lại đi lạc nữa rồi. Thiệt luôn. Ờ, chắc lần sau mình mà có ẵm Nezuko về nhà là mình phải cho Nezuko ngồi trên thuyền mới được, chứ đi lung ta lung tung như vậy thì toang mất. Đấy, hỡn phát là mất đi em gái Nezuko rồi, lại chuồn lại bỏ mình đi mất rồi. Và ở đây á, nó có một cái thành tựu liên quan tới Rengoku nè, là mình sẽ chiến thắng Rengoku trong một trận chiến luôn. Hợp lý á ta, mình dẫn Rengoku về nhà rồi bữa nào rảnh rảnh cái mình lấy Rengoku ra ngoài, cái mình và Rengoku sẽ đấu kiếm. Ui trời ơi, nghe là thấy hấp dẫn rồi đấy, không biết ai sẽ chiến thắng đây. Khá là tò mò luôn, nhưng mà chắc chắn là không phải hôm nay rồi, tại vì hôm nay mình vẫn muốn kiểu tìm cụ nhất thêm một lần nữa để mình đọ sức lại coi, mới nâng cấp một cái quần mới mà chưa kịp đọ với cụ nhất tí nào cả. Lần này là hình như Rengoku ở trước hay gì á? À không, đó là một cái người dùng cái hơi thở giống Rengoku thôi. Nhưng mà phía trước có tên Duma mà hồi nãy mình mới xử gọn cơ. Thôi được rồi, bữa nay mình sẽ đánh tên Duma cho bầm dập luôn. Tại vì lần trước hắn đã từng cà khẹ mình một cách không thương xót. Và chắc chắn rồi mình sẽ dùng cái hơi thở mạnh nhất của mình, hơi thở mặt trời, bước vào trận chiến thôi. Xử gọn hắn nào. Mày thì thượng huyền nhị Duma hả? Một một là mình không ngán hắn đâu. Vô. Nhưng mà phải cẩn thận nha, lúc mà hắn thi triển cái huyết quy thuật là mình phải tập trung phá những cái bông hoa bằng băng mà hắn tạo ra liền. Ý, lâu lâu hắn cho mình mù lò khó chịu ghê. Này thì để tao mù lò hả? Đón nhận sức mạnh mới của mình. Au, đau quá. Những đòn đánh của hắn nhìn đơn giản thôi nhưng mà cực kỳ thốn luôn. Chưa gì mà hắn đã kéo được rất là nhiều máu của mình rồi. Ý, hơi là mình né được, không thôi chắc mình dính đòn đó là mình đi rồi đó. Hắn đâu rồi? Ui, à đây đây đây, hắn đây hắn đây, hắn đây. Trời ơi, hắn đẩy lùi mình cơ. Né được, né được. Và mỗi khi đánh với hắn thì mình phải liên tục né đòn, chứ không thôi là ăn vài cái đòn băng rơi từ trên xuống là chắc mình sẽ đi luôn á. Đòn đó thốn lắm. Đó 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 đó. Ui, hắn còn tạo ra một cái bức tượng Phật bằng băng nữa kìa. Ai vui. Đây là dạng thứ hai của hắn. Nè nè nè, hắn ngồi tít ở trên đỉnh cơ. Ghê quá. Nhưng mà ghê thì mình cũng phải xử thôi, bởi vì mình là thợ săn quỷ mà. Đụng là trộm, nhưng mà mạnh quá thì chạy. Này thì hắn biến thành tượng Phật hả? Ây vui. Đau quá. À, hình như hắn hết hình dạng tượng Phật rồi. Tới số ngươi rồi, tới số ngươi rồi. Mình đánh hắn văng lên trời luôn. Này thì đủ ma nè. Một thức nữa thôi. Tích liễu. Ây ơi, cẩn thận cẩn thận. Không được, ê. Hắn còn một tẹo máu ha. Kết liễu nè. Yes. Ồ, cái trận chiến này căng thiệt chứ. Không hổ danh hắn là thượng huyền nhị. Mạnh dã man. Hên là nhờ tốc độ cao mình né được vài đòn của hắn, không thôi là chắc mình cũng mệt mỏi trong trận chiến vừa rồi rồi. Đâu, mình sẽ thử dùng vũ khí của nham trụ mình quẩy xíu coi. Vũ khí của nham trụ đánh nó phát nổ cũng ghê lắm nè. Được quá ta. Có một cái thức thứ nhất mình có thể dùng được nè. Ê, thử coi. Ôi sao nhiều. What the heck, 500 anh em gà. Này thì 500 anh em gà. Một thức một mình dọn sạch 500 anh em gà luôn. Nè nè, có nè. Nhiều dữ chưa. Oh my god. Nhưng mà mình mạnh hơn. Một xoay thôi là mình có thể đánh bại gần hết cái binh đoàn gà này rồi. Vũ khí của nham trụ đánh diện rộng đỉnh thiệt. Nè 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 nè, chuẩn bị nè, gom gom vô. Gom gom vô. Wow, vũ khí có một trụ cột quả thật rất là thú vị nha. Tuy nhiên thì bộ kỹ năng này đang trong giai đoạn phát triển thôi. Hy vọng là sẽ sớm hoàn thiện để mình có thể test nó được ok là hơn. Rồi, sau màn combat với 500 anh em chiến binh gà thì mình đã có được hơn một stack thịt gà rồi.
Wow, chuyến này là nguồn lương thực của mình lại có thêm protein rồi. Quá đã luôn. Ồ, cái gì đấy, cái gì đấy? À, lại là tên Akasa à? Ồ, được luôn. Bữa nay mình sẽ thử dùng vũ khí của nham trụ mình đánh thử coi. Coi coi có được hay không. Ê, khi mình cường hóa lên thì cái vũ khí của nham trụ đổi màu nữa. Wow. Đổi màu nhìn cũng đẹp lắm. Được, 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 được. Nhưng mà xét về lâu về dài thì vũ khí của nham trụ đánh không xi nhê cái tên Akasa này. Ôi gì? Ê, 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 ê. Cái tên Duma quay lại trả thù mình. Ây ui. Hắn đã quay trở lại để trả thù mình rồi. Hình như hắn còn nhớ cái mối thù hồi nãy thì phải. Ây ui, hắn đánh mình không thương xót luôn. Mình đang bị yếu thế cái là hắn nhào lại hắn đánh mình liền. Tên này nham hiểm thiệt. Ui, không ổn rồi, không ổn thế nào. Sao vậy ta? Trước mắt là ăn trước đi, mình phải ăn trước mới có sức chiến đấu tiếp được. Hồi phục đi, hồi phục đi, hồi phục đi. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Một nhát nữa nè. Mình chặt xong rồi mình phải chạy để đi hồi phục liền. Rồi, ăn thêm một miếng và phản đòn. Cơ hội đã tới. Ây ui. Phải thật cẩn trọng. Rồi, có vẻ là mình cần chiến thắng lại hắn rồi. Mình đang dần chiếm ưu thế lại. Một nhát nữa. Để coi. Để coi ngươi trụ được bao lâu. Wow. Mình thi triển kỹ năng Clear Blue Sky. Thì mình đã đánh bại được hắn rồi. Và lần này hình như hắn rơi cho mình một cái món đồ mới nè. Đi ra chỗ khác, Muraki kìa. Wow. Lần này hắn rơi ra cho mình một cái quần. Vậy là mình gần đủ cái outfit của hắn luôn rồi đó. Hồi nãy có được cái áo, bây giờ có được cái quần. Rồi, mũ Daki này hả? Lão tét nè. Ở trên trời đang là loài chim gì vậy? Chim mặt trời. Sunbird. Uầy. Chim đẹp vậy nó còn có hiệu ứng nữa kìa. Wow. Đẹp dã man luôn. Mình được búp hiệu ứng Sun Blessing cơ. Tự nhiên mình sẽ được rơi chậm đây. Wow. Mình có thể bay như chim luôn. Ui, chim này vậy ta. Có cách nào để mình bắt gì không nhờ? Mình sẽ làm liều. Đầu tiên là mình sẽ đi đi lấy thêm block cái đã. Tại vì lâu lâu chim sẽ bay hơi thấp thấp một xíu. Mình sẽ tận dụng lúc đó rồi mình sẽ đứng ngang ngang tầm của chim rồi mình sẽ chụp chú chim đó lại. Được. Hôm nay để xem coi chúng ta có thể dẫn chim mặt trời về thành công hay không đây. Đâu rồi, nãy mới thấy đáp xuống mà. Ơ, chim mặt trời đi đâu rồi? Oh no, chim mặt trời đã đi mất rồi. Vậy là mình chỉ có dịp gặp chim mặt trời thôi chứ chưa có bắt được rồi. Nhưng mà coi như đó cũng là một cái duyên đi. Gặp được là cũng khá là may mắn rồi đó. Tại vì loài chim đó khá là hiếm đấy. Nói chung thì trong ngày hôm nay chủ yếu là mình đỏ sức với tên Duma vài lần để phục thù thôi. Tại vì lúc trước hắn dám kêu như cà khịa mình trong lúc mình đi ngang cái cánh rừng ấy. Và bây giờ mình đã có được cái bộ trang phục của hắn rồi. Chỉ tiếc là mình không biết múa quạt thôi. Có quạt nhưng mà không biết múa quạt. Nhưng mà không sao. Sắp tới nếu như mà nhỡ mình có nếm thử những cái giọt máu của Muzan thì mình có thể dùng huyết quy thuật của hắn từ những cái quạt này, cũng như là những cái vũ khí từ những tên ác quỷ khác ấy. Rất là nhiều luôn. Nhưng mà đó là câu chuyện của sắp tới. Ngoài ra thì hôm nay mình còn mua được thêm một cái thanh kiếm của xà trụ. Cây kiếm này thì mình thấy cũng rất là đẹp nha. Mình sẽ cất lên. Đồng thời thì còn có vũ khí của nham trụ nữa. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày săn quỷ hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày săn quỷ kế tiếp của mình trong các hành trình trở thành thợ săn quỷ mạnh nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.